Hi, xin chào mọi người. Hôm nay là bằng đưa mọi người đi ăn cái nhà hàng nếp. Đây là cái nhà hàng rảnh mới đi ăn nha, chứ một bận ra đừng đi ăn. Tại vì là em đã lỡ dại khi em vô em đặt chỗ và em phải đợi 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ là 1 giờ trưa và em tới đây lúc 10 giờ rưỡi và bây giờ em mới được vô ăn á. Quá khủng khiếp luôn đó. Nhưng mà trong đây thì những cái món thật sự thì em cũng mới ăn được có tầm vài lần thôi. Nhưng mà những lần trước thì đi với bạn bè với đi với đối tác đó, nên là cũng không có chú trọng cái chuyện là ăn ngon hay là dở. Nhưng mà hôm nay chỉ đi với gia đình thôi, nên là sẽ ăn thử coi nó ngon thế nào và đánh giá cho mọi người cùng biết. Và nếu như mọi người có đến đây chơi thì hãy nhớ nha, là khi nào rảnh, thật rảnh thì hãy đi tới ăn. Còn nếu mà không rảnh thì đừng có đến đi ăn. Có gì đợi quá lâu và nó không có cho đặt chỗ trước nha quý vị. Mình mới đến đây đặt chỗ và đợi rất lâu, hơn 2 tiếng đồng hồ đó. Và bây giờ là tụi em kêu mấy cái món đặc trưng ở đây rồi, bây giờ quay cho mọi người coi nè. Đây là cái dĩa cơm. Đây, cà phê trứng. Thật sự đây là lần đầu tiên em uống cà phê trứng nha. Đó, lần trước tới đây thì em uống cà phê đen, nhưng mà đây là lần đầu tiên em uống cà phê trứng. Bởi vì nghe nói là cái món này rất là nổi tiếng ở đây, nên là không biết là cái này nên uống nóng hay lạnh. Thì nãy hỏi nhân viên nó nói là uống lạnh sẽ ngon hơn, thì em kêu uống lạnh để thử cho nó ngon hay dở. Còn đây là pan fry cũng rất bình thường thôi, nhưng mà nó làm cái cộng nhỏ hơn ở những cái tiệm khác. Đây là cái gì em? Popcorn chicken. Đây là cái gà chiên ngon. Chấm cái này ngon lắm. Gà chiên, nhưng mà đặc biệt là cái sốt ở đây rất là ngon. Còn gà thì cũng bình thường như những quán khác thôi, cũng không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà cái nước sốt thì nó rất là ngon nha. Còn đây là bánh mì không. Em còn kêu hai món nữa nhưng mà nó chưa có ra. Chút xíu ra sẽ quay cho mọi người coi. Cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt nha. Nhưng mà có cái nó hơi giòn. Thử này. Ngon không? Ngon, có nước sốt thì béo không á. Thôi, nước sốt ngon hả? Nước sốt ăn ngon lắm, này mà không có nước sốt thì là không ngon. Đây quay cận cảnh nước sốt cho mọi người coi. Trong nước sốt này như có đậu phộng đó. Hình như có đậu phộng ha. Nghe béo béo không? Không như anh nghĩ chắc không có, nếu có nó phải cảnh báo cho người ta biết chứ. Không dám làm. Yeah. Còn đây là chiến thần. Đây là chiến thần nữa, ăn dữ ta. Đói bụng quá là không, chờ lâu quá. Đói bụng có đói không? Con đói không? Con đợi lâu không? Quá lâu ha. Đợi nhiêu mày luôn. Ok, bây giờ sẽ ăn thử cái gà cho mọi người coi. Em bóc đi, ăn nó ngon. Ai nói kệ đó, bóc ăn cho chất lượng. Chấm lại, nước sốt. Cái bột nó ăn cũng ngon ha. Nhưng mà mình phải ăn nóng chứ ăn để mà nghỉ nguội không ngon. Ok mọi người. Thật ra thì đồ ăn không có mắc, rất rẻ. Cái này có 9 đồng thôi. Nếu mà đối với cái nhà hàng sang trọng gì thì cái này quá rẻ quý vị. Nhưng mà chỉ có cái là đợi hơi lâu quá. Đợi quá lâu. Tại vì mình tính minimum wage bây giờ của Cali mình là 15 đồng rưỡi rồi. Đợi 2 tiếng mất 30 đồng rồi. Nên là rảnh lắm mới đi ăn nha. Bây giờ đợi cái món mới ra em quay tiếp cho mọi người coi. Bây giờ quay vòng vòng cho mọi người coi ha. Có cái lưới bây giờ quay. Nó đó là cái quầy bar này. Và đây là cái bếp nè. Cái bếp này là bạc rồi. Đây là khung cảnh xung quanh. Khá là đông người nha. Hồi nãy thì nhân viên hỏi là tụi em muốn ngồi ở ngoài không? Ngồi ở ngoài thì có thể sẽ nhanh hơn. Nhưng mà ở ngoài rất là lạnh. Tại vì hôm nay đang là mùa đông á. Ngồi ở ngoài lạnh lắm. Nên tụi em không có ngồi ở ngoài. Tụi muốn vô trong nên mới đợi lâu vậy đó. Bên kia mình đông đấy vì nó có cái bức tường, cái đồ nó che đây, nhưng mà quay không được cái đó. Rất là đông. Và còn hàng dài người ở sau.
Và cái giờ mở cửa cũng rất là sốc nha mọi người, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Mở cửa có 6 tiếng rồi. Ngon không anh? Ngon hả? Dạ, ăn canh quay cũng ngon. Này nó chơi đúng giống như là trong chuyện cổ tích Việt Nam, cho đói thì đói nhiều ăn ngon. Phần bạn bán sạch đó, nè một tô 5 đồng. 5 đồng, quá rẻ đúng không? Trong khi In and Out 2 đồng đúng không? Chút xíu à. Đúng rồi, quá rẻ. Quá rẻ luôn á, không ngờ rẻ dữ vậy. Ừ, 5 đồng á, phần của con nít á. Cái này phải kêu phần Chris Meal á. Bây giờ uống thử cà phê trứng đi. Bây giờ Bằng sẽ uống thử cà phê trứng. Không biết uống làm sao luôn á, có cần phải trộn lên hay không nữa. Ồ, cái bàn này nó không có bằng nha, để cái ly nó trượt nè. Hút từ dưới lên trên hả? Nhúng cà phê sữa đá có gì đâu. Cũng không nghe mùi trứng. Yes. Đời đào. Dạ. Yeah. Bánh mì chảo. Thank you. Dạ. Yeah. Ok, thank you. Cái này ngon. Đây, cái này là bánh mì chảo filet mignon, vì cái này thì mắc nhất trong đây anh nhau á. Như 20 mấy đồng á. Còn cái này là đời đào, em cũng biết tại sao kêu là đời đào. Cái nước này chấm ngon. Cái này là bánh mì. Bánh mì chấm với sốt thôi, nhưng mà kêu là đời đào. Có thể chắc là bà vợ của ông chủ quán tên Đào. Thường là mấy cái món mà đặc biệt của cái quán hay lấy cái tên vậy đó. Cái này là filet mignon, bây giờ ăn thử thôi. Cái này ngon lắm. Nhưng mà mình đang nãy mình đang thử cái món nước này nè. Cũng bình thường, không có gì đặc biệt đâu nha mọi người. Chắc có với em tại em thích cà phê đen hơn. Bình thường thôi. Em thử không? Nè, thử đi. Y như cà phê sữa đá vậy. Mình phải trộn lên ta. Có thể là mình uống không đúng cách. Mix xem nha. À, thử đi. Hay là lúc mình uống mình phải múc từ hốc cho nó. Hốc từ đó lên trên nè. Ngon nhưng mà cà phê pha ngon mà. Thì giống cà phê sữa đá thôi chứ đâu. Nhưng mà pha cà phê ngon. Đậm cũng lạ ha. Ok, thôi thử món này đi. Cái nào? Đây, quay cái nước sốt. Sốt của đời đạo. Giống như kem nè. À. Còn cây trứng ở dưới nữa. Cây trứng đúng không? Đúng rồi. Mấy cái trứng ở dưới nè. Đánh lên. Quậy lên hả? Tại vì cái lớp là lớp khôn, có lớp bột. Trứng còn sống luôn á. Ừ. Nhưng mà nó rất là béo. Khi mà anh chấm cái bánh mì nó rất là béo, ăn thử nè. Ừ. Thử nha. Chấm nè. Béo lắm. Quay ăn. Quay cạnh lúc ăn rồi nó ngon không? Đây, quay lại. Hơi mặn mặn. Ừ. Không nghe mùi trứng. Thử lại cái nữa em. Chưa được cảm giác gì hết. Đây cảm thấy bánh mì nó giòn thôi. Bánh mì này nó nướng ha. Nó nướng rất là giòn luôn á. Không, nó lạ. Tại nó lạ thôi. Nước ngoài nào không biết này, không biết nước nào luôn á. Nhưng mà chưa từng thấy cái món này. Có thể là với sự hiểu biết của mình thì chưa từng thấy. Trong đó trứng tỏi vô. Cái này ngoài đều xíu nữa coi. Dạ, ok, thank you. Thank you. Nhân viên đây là rất là dễ thương mọi người. Cứ 5 phút lại hỏi ăn ok không? Chứ là lúc nào lại hỏi cũng giới thiệu tên. Chắc là để cho mình biết tên mình dễ gọi. Đây đã trộn lên. Không. Bây giờ thử cái này đi. Bánh mì chảo ha. Em quay mạnh đi chứ anh quay anh không ăn được. Em thử thôi. Thử nào trước. Cái này ha. Filet mignon. Ồ, hơi dai nha. Rất là medium rare mà. Hơi dai ạ. Em kêu medium rare. Nãy em kêu medium rare hả? Quay con ăn nữa hả?
hơi nóng đó con. Có ăn không? Đi con nha. Con lấy ăn thử đi, ngon đó con. Ờ, cái dĩa của nó. Ok em, được không em? Ngon mà. Cái nước sốt ngon. Hình như đây là chú trọng nước sốt chứ không phải là chú trọng mấy cái món ăn. Sao ok, ok. Thôi đây anh. Rồi. Thôi bây giờ là em phải ngừng thôi để em ăn. Chứ em để hồi nó nguội á. Chút xíu quay tiếp cho mọi người coi. Vô nước sốt nó ngon. Thịt nữa hả? Thịt cũng ngon hơn hả? Thịt cao cấp hơn hả? Anh làm gì vậy? Cho em. Ủa mà sao anh thấy người ta khen cà phê trứng nhiều mà sao uống thấy không có đặc biệt không? Lần đầu tiên anh uống á. Ở Việt Nam cũng có cà phê trứng nhưng mà anh chưa uống bao giờ. Quả này cho sốt ít quá ha. Làm đâu có đó trong hũ bán sẵn á. Nên là ăn nó không có ngon, không có béo. Nước sốt ngon. Chưa thể nào ăn lắm. Uống cái này nó giống như uống cái gì ở Starbucks mà nó bỏ thêm cái lớp kem lên á. Sea shot đúng không? Giống vậy á. Nhưng mà cái này nó có tay cà phê ngon hơn nhiều á. Cà phê nè. Cà phê uống như cà phê ngon. Cà phê ngon thiệt á. Ở đây nó làm cho mình coi luôn nha mọi người. Cái bếp ở sau lưng bạn à. Nãy giờ nghe nó kêu ầm sùm hay sao, chắc cái món ăn nó ra hay gì á. Nhưng mà nó cho mình coi là đầu bếp đang làm luôn. Không biết là họ có cho mình quay phim không. Chứ nếu mà cho chút xíu bằng đi lại đó bằng quay cho mọi người coi. Sau khi mà bằng xin phép thì người ta cho quay nha mọi người. Thì anh này anh vô nói là anh xin đầu bếp, bếp trưởng cho bằng đứng ở bên ngoài để quay cái bếp cho mọi người coi thôi. Chứ còn vô trong thì không được. Nhưng mà bằng sẽ đứng ở ngoài quay cho mọi người coi. Coi là người ta nấu cho mình ăn trực tiếp luôn. Coi như thế nào nha. Nếu mà để đánh giá thì nhà hàng này ăn ngon thiệt đó mọi người. Giá rất là rẻ nha. Thì chỉ có một cái là em không thích là bởi vì đợi quá lâu thôi. Nếu mà dành cho những người mà bận rộn thì chắc có thể là có cơ hội để ăn ở nhà hàng này. Là bởi vì mỗi lần mà đến để ăn á, get like phải đợi hơn 2 tiếng á. Nhưng mà nếu mà họ có thể sắp xếp cho mình một cách nào đó để mình đặt chỗ trước, hoặc là mình có thể là mình sẽ đưa Reddit trước cho họ họ giữ để chắc chắn là mình sẽ đến á, thì em nghĩ ok hơn để dành cho những người mà bận rộn hơn tí xíu. Wow. If we want to come in for reserve before we come in, is that okay? Just not the same day. Oh, have to different day. Yeah, we don't take same day reservation. Okay, and you didn't leave usually, like, I would say at least a few days or like 1 week in advance.
Oh, I see. It's yeah. 100. 84. Oh, wow. Sometimes they don't have to train or to weekend, definitely like 1 week, but weekday, okay, maybe like a few days should day. Be okay. Mm-hmm. Yeah, thank you. Very good. Wow, theo như anh nói là mình có thể đặt được chỗ, nhưng mà mình đặt trước một tuần á, cho ngày cuối tuần. Còn nếu mà ngày thường thì có thể đặt trước vài ngày vẫn ok, nhưng mà vẫn cho đặt trước, có thể chắc gọi phone đến đặt. Wow, ghê ha. Nhưng mà thật sự rất là ngon, chỉ có cái là đợi hơi lâu thôi. Nhưng đánh giá bữa nay là đợi 2 tiếng nhưng xứng đáng. Ăn rất rẻ nha mọi người. Thực ra chắc bữa này bằng nghĩ chắc cũng không tới 5-60 đồng gì đâu. Rất là rẻ luôn á. Một phần ăn có mấy đồng à. Cái phần mà bằng loại mắc nhất luôn là cái phần bánh mì chảo á, filet mignon thì 21 đồng. Còn những cái món khác thì có mười mấy đồng thôi. Rất rẻ. Mà ở đây là thấy mấy bạn trẻ nhiều hơn là những người lớn tuổi nha. Toàn bạn trẻ không à. Sao con? Pizza của con hả? Ngon không ơi? Con muốn trở lại nữa không? Không muốn quay trở lại ăn nữa không?